Năm 2023, huyện Đơn Dương được bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 266 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh trên 184 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách huyện gần 92 tỷ đồng, cùng với vốn năm 2022 chuyển sang gần 25,7 tỷ đồng và đã điều chỉnh giảm 3 tỷ đồng, hiện còn 22,7 tỷ đồng. Huyện đã nhanh chóng chỉ đạo cho chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện thi công các công trình, hạng mục đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, toàn huyện đã giải ngân được trên 137 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch vốn năm 2023 và giải ngân vốn chuyển tiếp gần 10,5 tỷ đồng, đạt 40,6% kế hoạch. Hiện nay, huyện Đơn Dương tập trung chỉ đạo và yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị thi công bám sát địa bàn, theo dõi, kiểm tra chặt chẽ các công trình đã và đang thi công, tranh thủ thời tiết nắng ráo đẩy nhanh xây dựng các công trình, phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các sở ngành liên quan trong việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có, đồng thời giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy định để đầu tư các dự án đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.